không thể kiếm được một chiếc xe lướt nào tại thời điểm hiện tại mà có thể mới hơn chiếc xe này anh chị ạ. Một chiếc xe như mới mà chúng ta có thể tiết kiệm được đâu đó khoảng tầm 200 triệu so với xe mới. Và đặc biệt chiếc xe này 2024 này của Toyota nó đã bị cut option. Và chắc chắn thì nó sẽ không còn đẹp giống như cái phiên bản 2023-22 này. Vâng, em là Thế Sơn ở chợ xe ô tô 362. Ngày hôm nay thì bên em vừa mới về một chiếc Toyota Fortuner 2022 nha anh chị. Như đầu video Sơn nói, xe này mới chạy khoảng tầm 5.000 km thôi. Chính xác là 5.580 mấy ngàn km đó. Xe mới bảo dưỡng lần 2, mới bảo dưỡng 5.000 km ở Toyota. Và xe này thì đang còn bảo hành hãng nha quý anh chị. Xe này được bảo hành tới 2025, gần 2026 rồi. Và đặc biệt khi mà anh chị mua ở showroom bên em, ngoài cái chính sách bảo hành ở hãng thì bên em vẫn còn có cái chính sách bảo hành riêng của salon nha anh chị. Tất cả những cái xe mà bên em bán ra đều có cam kết bao đâm đụng, bao ngập nước. Và đặc biệt là chúng em có cho khách hàng lái thử trải nghiệm một tuần. Trong một tuần nếu phát hiện ra cái xe nó không như cam kết, lỗi đâm đụng ngập nước hay là máy móc không còn nguyên bản, thì anh chị sẽ trả hoàn toàn lại chiếc xe cho bên em và bên em sẽ hoàn trả 100% chi phí nhé. Và bây giờ thì Sơn đi lia nhanh cái ngoại thất của chiếc xe. Về nước sơn của xe thì Sơn đang bảo đảm cho anh chị là chiếc sơn 100% zin, chưa có qua dặm tuốt hay là chưa có bị chảy xước một miếng nào hết luôn. Bảo hiểm của xe là chưa sử dụng lần nào luôn. Vâng, xe mới chạy có 5.000 km thôi. Đây, anh chị có thấy là cái mép sơn zin của xe bốn góc là đang còn như nhau luôn. Đó, bốn vỏ là như mới nha anh chị. Bốn vỏ như mới. Đát của nó là 2022 đây, 03-2022 đây. Còn rất là dày và mới. Đấy. Và đặc biệt bánh xe cua này. Bánh xe cua chắc chắn rồi, xe mới chạy 5.000 km thì bánh xe cua không thể nào mà có thể hạ được. Còn đây là khung bệ của nó, như mới nha anh chị. Đấy. Và đây là về phần nội thất của chiếc xe. Xe thì qua 2022 thì nó đã được trang bị nội thất ghế da màu đen. Đấy. Xe này thì mức tiêu hao nhiên liệu nó đâu đó còn tầm hơn 6 lít/100 cây thôi. Đấy. Đây, còn đây là nội thất phía bên trong của xe này. Đó. Anh chị lưu ý là qua năm 2024 này, cái phiên bản Fortuner máy dầu số tự động này, option của nó sẽ bị cắt rất là nhiều, hầu như tất cả những nội thất bên trong, chi tiết nội thất bên trong nó là nhựa không à. Thì về phần thẩm mỹ thì có thể là nó sẽ thấp hơn so với lại phiên bản này. Đây, số km là 5.685 km nha anh chị. Km chuẩn luôn. Đấy, và bây giờ thì em sẽ quay cái khoang động cơ cho quý anh chị nhé. Còn đây là khoang động cơ nha anh chị. Tất cả keo chỉ là nguyên bản. Đó, như mới nha anh chị, sơn bảy màu. Xe này là bên em không có spa hay dọn dẹp gì hết, về chỉ có rửa nước lá luôn là bán thôi. Đó, anh chị thấy không, cái động cơ mới keng luôn, rất mới, cực kỳ mới. Đấy, và xe thì ngày hôm nay là ngày 20, ngày 19 Tết rồi, thì nếu anh chị nào cần một chiếc xe để đi Tết thì em nghĩ lấy chiếc xe này thì chúng ta có thể là sử dụng được ngay. Và cái phần mà hồ sơ giấy tờ và biển số thì qua Tết chúng ta có thể sang sau cũng được. Và xe này thì bên em vẫn còn hỗ trợ thủ tục ngân hàng nhé. Xe này thì ngân hàng đang hỗ trợ khoảng tầm 65% giá trị xe. Thì nếu anh chị nào đang quan tâm cái dòng xe này thì hãy liên hệ trực tiếp với lại em Sơn nhé. Xin chào và hẹn gặp lại quý anh chị ở video tiếp theo.